Lần này, chúng ta sẽ đến thăm một trong bốn tỉnh của vùng Shikoku, tỉnh Tokushima. Dân số của tỉnh là 75 vạn người, xung quanh được bao bọc bởi núi và biển. Đây là một nơi được thiên nhiên ưu ái. Nhắc tới Tokushima, mỗi năm vào dịp hè, người dân địa phương sẽ tổ chức lễ hội điệu nhảy Aqua. Vào dịp đó, cả thành phố như hòa làm một, người lớn và trẻ em sẽ cùng nhau nhảy múa và tạo thành một lễ hội lớn vui nhộn, nhiều màu sắc. Xin chào mọi người, mình là Quang Đại và hiện tại đang có mặt ở thành phố Tokushima thuộc quần đảo Shikoku, Nhật Bản. Và Đại vừa rồi Đại đã thể hiện một động tác có gọi là trong lễ hội Awa của người dân nơi đây, thì mọi người hay nhảy cái điệu nhảy này mà Đại không có biết thực hiện làm sao cho đúng hết. Và trong lễ hội này thì tất cả phố phường ở Tokushima rất là náo nhiệt. Và ngày hôm nay Đại được mời đến đây để gặp một người bạn Việt Nam rất là đặc biệt. Bạn này có tên là Ngọc Ánh. Để gặp được bạn Ngọc Ánh, Quang Đại và ekip sẽ mất khoảng 1 giờ đồng hồ đi xe hơi từ trung tâm tỉnh Tokushima vào sâu trong núi. Để tới được nông trại nơi Ánh làm việc, sẽ phải đi qua một quãng đường mòn nhỏ, quanh co, một bên là rừng, một bên là vực. Tại vì bên cạnh Đại là một cái vực thẳm, nhưng mà bây giờ mình không biết là bạn Ngọc Ánh ơi, tại sao bạn ở đây quá xa vậy? Đó, mọi người có thể nhìn thấy khung cảnh rất là... Hình như Đại đã có một chút bất an nhẹ. Đang đi vào một cái đường hầm. Wow, Đại không biết là làm sao người ta có thể ở xa giống như vậy. Và trước bây giờ Đại nghĩ là mình có thể đặt chân đến những cái nơi kiểu xa xôi giống như vậy. Cái lúc mà bạn Ánh lên xe này ngồi đi tới đây các bạn cũng lo lắm ha. Đúng, bạn kể bạn khóc lắm. Bạn tâm sự, bạn sợ hãi rồi. Wow, tới rồi, mọi người có thể thấy là chắc là đây là một cái nông trường. Sau một quãng đường hiểm trở thì trước mặt Quang Đại đã hiện ra một nông trường rất lớn. Và bây giờ mình sẽ kiếm một vài người để mình hỏi để coi bạn Ngọc Ánh ở đâu. Đi theo Đại nhé. Konnichiwa, xin chào bác. Con đến từ Việt Nam. Con là Quang Đại, con đến từ Việt Nam. Thì con đang tìm kiếm bạn Ngọc Ánh, cũng đến từ Việt Nam. Bác giám đốc nông trường có vẻ là một người rất hiền và nhẹ nhàng. Xin chào mọi người. Konnichiwa. Kia, Ánh kia. Ai cũng được bảo hộ trang bị lao động và vệ sinh rất là kỹ càng. Chào em. Em là Ánh hả? Anh là Đại. Rất vui được gặp em. Đây chính là Ngọc Ánh, cô gái 24 tuổi. Ánh đến Nhật đã được 2 năm. Nơi mà Ánh đang làm là công ty nuôi trồng và sản xuất nấm Shitake Kamiyama. Ánh được phân công làm việc ở khâu đóng gói và chuẩn bị cho vận chuyển. Quá giỏi. Tại hợp tác xã Kamiyama, tính luôn cả Ánh, thì có đến 30 tu nghiệp sinh người Việt Nam đang làm việc tại đây. Loại nấm này không biết được nuôi trồng như thế nào. Chúng ta cùng hỏi nhân viên người Nhật để hiểu thêm về quy trình nhé. Konnichiwa. Itayama desu. Kono yama wa ano shiitake no haeru ki wo kudaite desu ne. De ma yama ni tsundei masu. Nhưng mà cái là giống như là đất của cho nấm hay là sao? Đúng rồi, là mình ở nhà nếu mà muốn trồng một cái gì đấy thì phải bỏ đất với là phân các kiểu rồi. Cái này coi như là như thế. Ok. Xong rồi mình bỏ hạt giống sau. Đúng không? Những nông dân người Nhật Bản sẽ trộn vụn gỗ bào với cám gạo hoặc cám lúa mạch, sau đó tạo hình thành các khối vuông. Đây là cách mà họ đã tạo ra một khối nền giàu dinh dưỡng. Chứ đừng nghĩ là nấm nó mọc trong mấy cây. Em cũng tưởng vậy đó. Ủ rơm á, nấm rơm mọc trong rơm thì mình cũng tưởng là nó sẽ từ trời ban thôi. Nấm rơm. Lạnh đúng không Đại? Lạnh, là rất lạnh. Nấm vốn được hình thành từ meo nấm. Vì thế mà đầu tiên các kỹ thuật viên sẽ tạo mô nấm trong phòng lạnh kháng khuẩn. Để chuẩn bị cho công tác nuôi trồng thì họ sẽ lấy mùng cưa bọc lại các chai có chứa meo nấm bên trong.
nếu như có loại vi khuẩn ở bên trong thì sẽ không thể chăm ra loại nấm shiitake tốt được. Một ngày bọn em phải dọn dẹp khoảng mấy tiếng hồ mới xong cái vòng này. Dạ luôn hả? 2 giờ là bọn em kết thúc cái dập này. Từ khoảng từ 2 giờ đến tầm 5 giờ 25 thì bọn em sẽ bắt đầu dọn dẹp. Dọn dẹp gọi là cực kỳ sạch sẽ luôn. Cái máy bọn em đều dùng rửa bằng nước cồn. Sau khi được tạo ra, mô nấm này sẽ được bảo quản ở nhiệt độ cố định trong phòng lạnh chuyên dùng. Mình làm một, được nhiều giống vậy là trong bao lâu em nhỉ? 1日に 6000 block 作って で この部屋は大体 2万. これが 種を撒いて 20日 だったもの. これが 1 ヶ月 30日. Mới có 30 ngày cái này 30 ngày. 1 tháng. Ok. Boko boko boko. Để 色が変わる 70日. Wow. Bên trong thường nó sẽ bắt đầu lên như kiểu có rễ ở trong ấy, anh thấy không? Bắt đầu thấy rồi, thấy rồi. Mà đã cục mà cái gì cả? Chỉ có mới đoạn này thôi, còn bên dưới này nó chưa. Mà cái cục này nó đã bắt đầu có mùi nấm rồi đó, mùi hơi ẩm ẩm. Có các cái mắt nó bắt đầu nhú lên, tức là nó bắt đầu nó lên xung quanh rồi. Tức là lúc bọn em mà để trò trong cái xưởng đấy thì bọn em thường thường sẽ đập xung quanh thì bắt đầu nó lại nở lên nhiều hơn nữa. Từ đây đến khoảng 100 ngày nữa thì mô nấm sẽ phát triển rộng ra. Để nấm mọc ra khỏi khối nền này thì sẽ mất khoảng 10 ngày. Konnichiwa. Konnichiwa. Wow. Kia. Nó có nhiều khu từ khác nhau. Từ một cái túi đất như vậy và bây giờ nó lên thành một cái nấm to như vậy luôn hả em? Wow. Anh đụng vào được không? Shinkake. Shinkake. Cái này to quá. Wow. Nhìn cái nấm là lưu tưởng đến Mario luôn. Thật ra em nghĩ là một cái nấm này mình cắt vậy là cũng đủ một nồi mì ý rồi đó. Tsukuru no ga sugoku muzukashii in desu yo. Để 100 日培養して生えてくるんですけど、難しい代わりに大きい、ソビック。But how long? Bao lâu thì để có cái này? 10 ngày. 10 ngày để đây khoảng 10 ngày. 一番高いのが、だいたい東京の百貨店で6枚入りで3500円とか。Là 100.000 một cái. Vâng. Tức là nó có cả cái dán tem ở bên ngoài hộp rất là đẹp luôn. Là nấm cao cấp là loại xịn nhất. Loại xịn nhất. Hay quá. Ở đây Ngọc Ánh có rất nhiều đồng nghiệp là thực tập sinh Việt Nam. Cô là người Việt Nam luôn hả? Anh chào em. Đi cùng đợt với em. Rồi. Đi 2 năm. Còn đây chị này mới sang. Chào em. Trời, nhiều người Việt Nam quá. Ở đây rất là nhiều người Việt Nam. Đây tiếp theo. Rất nhiều người Việt Nam. Các thực tập sinh sẽ mất khoảng 1 tháng để được đào tạo và làm quen với các công việc. Sau đó thì kỹ năng của họ sẽ trở nên thuần thục hơn. Và bây giờ đã được phép cắt một cái nấm đẹp. Anh cầm cẩn thận. Một cái nấm đẹp. Đen 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 đen. Mình ăn thì mình cảm thấy là mình bỏ vào miệng mình nhai nhồm nhoàm thôi. Nhưng mà mình thu hoạch thì mình cảm thấy giá trị của sự lao động. Đây. Đây là cái nấm đẹp và mình phải cắt cái này đi để nó không bị sâu. Đúng không? Vâng. Rồi. Đây là một cái nấm siêu to khổng lồ. Rồi. Vậy. Ồ, màu trắng luôn. Đây là nấm đẹp chưa? Vâng. Quá đẹp. Nấm shiitake, loại nấm dây thịt. Phần đầu nấm to và dày được bán ở Tokushima cũng như trong các siêu thị tại thành phố. Ngoài ra, những cây nấm lớn cũng được sử dụng trong các nhà hàng cao cấp tại Nhật. Quang Đại đã hỏi thăm các nhân viên người Nhật về cô gái Ngọc Ánh của chúng ta. Họ ấn tượng gì về Ngọc Ánh? Chào bác, thì bác nhận xét những người bạn đến từ Việt Nam làm việc ở đây có chăm chỉ hay không và thái độ của mọi người như thế nào? Thật sự, Việt Nam là mọi người rất là dễ dàng. Vì vậy, đặc biệt là người bạn của cô ấy, Hai San là một người rất là cố gắng người Nhật. 日本語すごい上手になってもう我々も本当に尊敬してる僕は27歳で、まあ、彼女と、まあ、近い年なんですけれども僕が逆にベトナムでいきなりベトナム語を喋って働きなさいと言われたらすごく難しいと思うんですよで日本の
違う生まれた地じゃないところで働いてきて、で一生懸命働いて、で日本語も勉強して、休み時間でも勉強とかよくされてて、まあ、とても熱心だなと思います。仕事の方もすごく目がよくて、椎茸の企画っていうんですか、開いてるとか閉じてるとか、もうすぐ分かってこうシュシュシュ、あ早い。他の実習生も、まあ、同じですけれども、休み時間の時もね、よく遊んだりもするし、とても楽しい。Và bác ơi, tại vì con được biết là ở đây hiện tại có hơn 30 người Việt Nam làm ở đây, thì con không hiểu là tại sao bác chọn nhiều người Việt giống như vậy. 30 người, 本当は5つの会社があって、それぞれの会社に5人から6人、合わせて30人なんです。それなんで30人かというと、やっぱりベトナムの人とお付き合い、触れ合って、みんなね、優しくて愛があるから。こちらも信頼できるから。だから信頼できるパートナーだから。だから会社に来てもらってます。今後もそうしていこうと思います。もうぜひとも、ウェルカムベトナムで行きたいです。多分彼女がその技術を持ってベトナムに帰る。おー、わー。ありがとうございます。Đến 5 giờ chiều thì công việc của Ngọc Ánh kết thúc. Quang Đại đã đến thăm ký túc xá của Ánh nằm ngay trong khuôn viên của công ty. Từ từ vẫn như Đà Lạt nha. Nhưng mà ở đây không khí trong lành nữa. Nhưng mà là nhà con không phải nhà trên cây mà nhà trên núi. Tốt nhất là đây là cái không khí. Đến như những cái homestay á. Mấy cái máy giặt luôn. Không hiểu rồi đó. Em nghĩ là mùa hè sẽ rất là tuyệt vời, nhưng mà tới mùa đông là sẽ khá là lạnh lẽo. Ok, Ngô Thị Ngọc Ánh. Đưa rồi. Dễ thương, ấm cúng. Anh vào xem được không? Vâng. Ngọc Ánh ở chung phòng với một đồng nghiệp nữ, cũng là một tu nghiệp sinh đến từ Việt Nam. À, thể theo được đam mê nữa. Rồi bây giờ là mình đang học tiếng Nhật cơ bản hả? Vâng. Bên kia là phòng học của em. Đây là học tiếng sơ cấp. Giỏi quá. Bàn học thì được để ở ngay khu vực sinh hoạt chung. Đại, cái đó nó giống như từ điển. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nó giống như là mỗi ngày sẽ là một cái câu thành ngữ để mình học rồi mình áp dụng vào cuộc sống của mình. Giỏi quá. Gấu không tập rồi. Wow, là một cái bảng rồi ghi nghĩa, ghi mặt chữ. Phiên âm luôn phải không? Hay quá. Chữ Nhật nó tới mấy dạng chữ luôn, chứ phải đơn giản một chữ. Dạy cho anh một vài từ cơ bản. À, dạy cho anh chữ vui chơi đi. Vui chơi. Goraku. Hả? Goraku. 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 Lợi nhuận đi, anh thích rất là thích lợi nhuận. Rieki. Rieki. Đúng không? Đọc đúng không? Đúng rồi. Vậy là anh đọc đúng cái chữ lợi nhuận. Rieki. Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, Ánh đều chăm chỉ ôn luyện tiếng Nhật vào buổi tối. Cô nàng đang vô cùng quyết tâm để lấy được bằng N2 trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ sắp tới. Người đã chỉ bảo và giúp đỡ rất nhiều cho Ánh là bác giám đốc điều hành Canberra. Vì thế mà để không phụ công lao của bác Canberra, Ngọc Ánh quyết tâm phải mau chóng giỏi tiếng Nhật. Trời ơi, anh là big fan của cô nàng đó. Thế là em cũng là big fan. Nhưng mà cái này là chuyện wow. Tiếng Nhật. Rồi mọi người ơi, tiếng Nhật nha đại. Fan hâm mộ lớn của cô nàng. Và cô nàng. Anh không? Thấy là kiểu là vừa học vừa đọc truyện tranh đó, đó rất là dễ nhớ được những từ vựng, đúng không? Đến đây là để chủ yếu là đi làm, thì cái mức lương của em cảm thấy như thế nào, và kiểu em sử dụng cái mức lương của mình như thế nào? Mức lương của em thì nếu mà so với Nhật Bản thì em thấy cũng bình thường chứ không phải là cao quá, nhưng mà nếu mà ở đây thì bọn em ít đi chơi hơn, nên là cái tiền mà tiêu dùng thì nó ít hơn, nên bọn em tiết kiệm được nhiều hơn một tí. Tiết kiệm xong thì khoảng tầm 3 tháng thì em sẽ gửi về nhà một lần. Thế. Em thấy sang Nhật là một con đường để mình thay đổi tương lai của bản thân mình, tương lai của gia đình mình. Vì ở bên Việt Nam thì em cảm giác em khó có thể mà có tương lai của mình được. Bởi vì bây giờ đi học đại học ra cũng khó kiếm việc, nên em đã quyết định học tiếng Nhật và sang đây làm. Thì em vừa có thể tiết kiệm được tiền, vừa có thể học được. Em về Việt Nam có thể làm giáo viên chẳng hạn, hoặc là làm cái kiểu phiên dịch chẳng hạn, kiểu như thế. Còn gia đình của em ở Việt Nam thì sao? Gia đình của em về Việt Nam thì cũng bình thường. Bố mẹ cũng làm nông, bố em có lái xe nữa. Nhà em có ba chị em, đều là gái. Em là con đầu,
Đứa em thứ hai thì hiện tại đang làm công ty may. Nhưng mà em của em nó không bình thường với người khác, vì tai của em của em không nói, không nghe được. Với là nói nó hơi khó nói một tí. Chỉ có trong gia đình mới hầu như mới hiểu được. Còn em thứ ba thì nó hơi nhỏ một tí, đang học cấp 1. Là trong nhà là em thân nhất với ai? Thân nhất chắc là với em thứ ba. Là em nhỏ xíu. Em nhỏ xíu. Bởi vì cái lúc mà mẹ sinh thì mẹ kiểu nhiều tuổi một tí, thì em thường thường là em là người chăm sóc. Đó nên là thân hơn nhiều. Chắc là đi như vậy thì nhớ lắm đúng không? Nhớ. Vì cha mẹ, em gái mà Ngọc Ánh đã đi đến đất nước xa xôi như Nhật Bản để làm việc. Vì thế mà cô nàng luôn phải tiết kiệm và cố gắng mỗi ngày. Chắc chắn gia đình của Ngọc Ánh cũng rất cảm động vì điều đó. Các tu nghiệp sinh Việt Nam sẽ cùng nấu nướng và chuẩn bị bữa tối tại phòng ăn. Xin chào mọi người. Chào đại. Chào đại. Món đầu tiên. Tuy là đại không biết nấu ăn nhưng mà đại biết ăn. Đây là món bò gì không? Đây là món nấm hương. Đây là nấm, tất cả là nấm. Mỗi ngày luôn à? Nấm hương dùng đúng không? Nhưng mà được sữa nấm mỗi ngày. Đúng rồi. Rau củ quả. Em nghĩ là ra vườn hái thôi mà. Quả bánh mì. Ủa mà thường thường ở xa giống như vậy thì em đi chợ mà bao nhiêu bao lâu một lần? Một tháng. Cứ mỗi tháng một lần, công ty sẽ đưa tất cả các bạn đi siêu thị vì nông trường ở cách xa trung tâm và đường xá đi lại rất khó khăn. Mỗi lần như vậy, các cô gái sẽ phải mua đồ ăn cho cả một tháng. Vì mua sắm một lượng lớn nên việc bảo quản đông lạnh là không thể thiếu. Có đến 4 cái tủ lạnh để đựng đồ trong phòng bếp. Ngày hôm nay, mọi người sẽ chuẩn bị những món ăn nấu với nấm shiitake để mời Quang Đại thưởng thức. Mọi người cũng chuẩn bị thêm một món ăn Việt Nam là chả giò chiên có thêm nấm shiitake vào. Itadakimasu. Tất cả đều nhìn anh ấy. Chua. Anh thấy là rất là thanh. Tại vì nấm rất là dày và rất là thơm. Ngoài ra thì khi mà mình chấm với nước cốt chanh đó thì anh thấy là nó khác biệt, tại vì á là nếu mà mình vắt chanh không á thì nó sẽ bị quá chua. Còn cái này nó được pha lại, anh thấy cảm thấy rất là vừa miệng. Truyền thống của Nhật Bản đó là tempura. Và ngày hôm nay Đại ăn được tempura nấm hương. Mọi người ăn đi, nhờ ăn quá rồi. Cái đi. Mọi người rất yêu thích món ăn từ nấm shiitake do chính tay mình trồng và chăm sóc. Khi mà lần đầu tiên mọi người tới đây, mọi người phải đi băng rừng rồi vượt núi, mọi người cảm thấy như thế nào? Sốc. Sốc không? Anh cũng biết sốc không mà. Ai có sợ bị bắt cóc không? Cái đúng kiểu rồi. Cái gì rồi đi lên tự nhiên kiểu là đi rồi. Có mấy con đường nhỏ xíu thì xíu mà một cái xe không đi đi lọt vào. Sao mày cứ đúng suốt ngày không vậy? Em tưởng em bị bắt cóc. Đúng rồi. Thì em nghĩ là bất cứ đâu cũng có siêu thị, vì là mọi người hay nói là Nhật Bản rất là hiện đại. Nhưng mà khi sang đây thì một tháng đi chợ một lần thì em vỡ mộng ở cái chỗ đấy. Không, do là tùy chỗ của mình làm việc nữa. Ví dụ như ở dưới chân núi thì mình có thể ngày nào mình đi chợ mình siêu thị cũng được. Công việc kết thúc mình có thể đi. Nhưng mà ví dụ như ở bọn em đây ở chân núi này thì đường xá nó bất tiện đấy. Xe buýt không có tàu điện, không có gì cả. Mình phải phụ thuộc vào tất cả người công ty ấy. Mà đi nhiều thì cũng phiền, với lại là cũng không có thời gian ấy. Bọn em đi làm mệt về mệt đấy. Ví dụ đi siêu thị một ngày bọn em mất tận 6-7 tiếng đồng hồ. Trời. Mà hầu như là phải ngồi xe. Rồi có kỷ niệm nào vui không? Có, nhiều. Rất nhiều. Rất nhiều, 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 nhiều. Rồi vậy kể một kỷ niệm nào vui nhì thôi, đừng kể kỷ niệm vui nhất. Bọn em đi chơi ở công viên tỉnh bên cạnh có mấy cái tàu lượn ấy anh. Ui lên đấy ai cũng phát run luôn. Vậy là kiểu là một ngày mình được off, tức là mình được nghỉ. Xong rồi mình sẽ cùng tổ chức đi bác chơi luôn. Đi chơi ạ. Vui quá. Nguyên một cái công ty đi luôn. Nguyên công ty đi ạ. Thế là lên cả bác đi lên tàu lượn. Đi lên hết. Lên thì kiểu sướng sợ nhưng mà vẫn cứ lên đức. Ngày hôm nay thì đến đây gặp mọi người và đặc biệt là học hỏi và giao lưu được những cái gọi là
những cái kỹ thuật nè, rồi kiểu những món ăn rất là ngon, và kiểu là trao đổi được, biết được thêm nhiều nền văn hóa mới, thì anh cũng rất là vui. Và cảm ơn mọi người, đặc biệt là chuẩn bị cho anh với anh ngày hôm nay. Ở nơi xa xôi như Nhật Bản, cuộc sống chắc chắn sẽ có đôi lúc gặp nhiều khó khăn, nhưng các cô gái mạnh mẽ này vẫn luôn đồng hành và chia sẻ cùng nhau, và coi nhau như một gia đình.